kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, liên quan vụ Vạn Thịnh Phát, ngày 11 tháng 4 vừa qua, hội đồng xét xử đã tuyên đọc bản án dành cho Trương Mỹ Lan và 85 bị can, đồng thời tòa cũng nêu trách nhiệm dân sự của các bên liên quan. Theo đó, rất nhiều doanh nghiệp bị buộc nộp lại các khoản tiền lên đến hàng trăm hàng nghìn tỷ, trong đó nổi bật hai cái tên quen thuộc là công ty cổ phần T và H Hạ Long và công ty Âu Lạc thuộc tập đoàn Tuần Châu với số tiền hơn 6.095 tỷ đồng phải trả cho bà Trương Mỹ Lan. Cùng với phán quyết buộc hai doanh nghiệp này nộp tiền, hội đồng xét xử cũng thông tin thêm đối với quan hệ thế chấp, bảo đảm liên quan các quyền sử dụng đất của công ty Âu Lạc và công ty Hạ Long dùng để đảm bảo dư nợ cho các khoản vay tại ngân hàng SCB. Cơ quan cảnh sát điều tra đang ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng. Hội đồng xét xử xét cần tách ra để công ty Tuần Châu và công ty Âu Lạc giải quyết với ngân hàng SCB và các bên liên quan nếu có trong một vụ án khác khi các bên có yêu cầu. Ngoài ra, tiếp tục kê biên tạm giữ đối với các bất động sản, cổ phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm, các tài sản khác của công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đứng tên sở hữu hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ của các bị cáo, những người liên quan khác để đảm bảo thi hành án. Cáo trạng vụ án trước đó cho thấy, trong số các bất động sản bị kê biên liên quan vụ Vạn Thịnh Phát có 8 bất động sản của công ty trách nhiệm hữu hạn Âu Lạc Quảng Ninh tại tỉnh Quảng Ninh liên quan đến thỏa thuận hợp tác của bà Trương Mỹ Lan với tập đoàn Tuần Châu Quảng Ninh. Công ty trách nhiệm hữu hạn Âu Lạc Quảng Ninh của chúa đảo Tuần Châu, Đào Hồng Tuyển thành lập vào tháng 8 năm 1997, vốn điều lệ 700 tỷ đồng, trong đó ông Đào Hồng Tuyển góp 96%. Năm 2016, Âu Lạc Quảng Ninh tăng vốn thần tốc từ 700 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng và tăng lên thành 4.100 tỷ đồng vào tháng 8 năm 2022. Động thái mới nhất tháng 9 năm 2023, Âu Lạc Quảng Ninh thay đổi thông tin chúa đảo Đào Hồng Tuyển rút khỏi danh sách cổ đông góp vốn, thay vào đó là pháp nhân công ty cổ phần tập đoàn Tuần Châu. Tập đoàn Tuần Châu có vốn điều lệ gần 5.039 tỷ đồng, trong đó ông Đào Hồng Tuyển góp 78,11%, tương ứng 3.936 tỷ đồng. Công ty Âu Lạc Quảng Ninh góp gần 18,6%, tương ứng 937 tỷ đồng. Ông Đào Hồng Tuyển thường được gọi với biệt danh Chúa Đảo Tuần Châu. Biệt danh này gắn liền với doanh nhân Đào Hồng Tuyển từ rất lâu. Tại Quảng Ninh, tập đoàn Tuần Châu nổi tiếng với khu du lịch giải trí quốc tế Tuần Châu, hệ thống khách sạn, cảng tàu. Ngoài Âu Lạc Quảng Ninh, tập đoàn Tuần Châu, hệ sinh thái Tuần Châu Quảng Ninh, còn các công ty khác. Cáo trạng cũng như thông tin tại các phiên tòa không quá rõ nét về sự liên quan của hệ sinh thái Tuần Châu cũng như các tài sản kê biên liên quan vụ Vạn Thịnh Phát. Hội đồng xét xử cũng tuyên việc tài sản sẽ tiếp tục bị cơ quan cảnh sát điều tra ngăn chặn chuyển nhượng nhờ các bên xử lý. Dấu ấn Vạn Thịnh Phát tại hệ sinh thái của chúa đảo Đào Hồng Tuyển rõ nét nhất xuất hiện ở TNT Hạ Long. Cụ thể, tháng 1 năm 2020, TNT Hạ Long cập nhật thông tin ông Lâm Khắc Vinh, Trường Vinson làm chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc vẫn là ông Đào Anh Tuấn. Sau đó tháng 12 năm 2020, bà Nguyễn Vũ Anh Thi thay chân ông Trường Vinson tiếp quản vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Tháng 8 năm 2022, ngay trước khi vụ án Vạn Thịnh Phát vỡ lở không lâu, TNT Hạ Long tăng vốn khủng từ 255 tỷ đồng lên 3.855 tỷ đồng. Trường Vinson và Nguyễn Vũ Anh Thi đều là hai nhân vật quan trọng trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Thưa quý vị, sau một tháng diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã kết thúc. Bản án nghiêm khắc đối với các bị cáo giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội, đồng thời phân hóa giảm nhẹ khoan hồng đối với các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án. Tuy nhiên, trên mạng xã hội thời gian qua vẫn liên tục xuất hiện những thông tin xuyên tạc, kích động theo hướng chính trị hóa các quan hệ kinh tế, phủ nhận phán quyết của bản án. Sau khi bản án được tuyên, lợi dụng sự quan tâm của dư luận, các thế lực thù địch liên tiếp tung tin chế ảnh xuyên tạc với nội dung chính quyền tuyên án tử hình đối với Trương Mỹ Lan, thì những người bị hại sẽ không được đền bù thiệt hại, nhất là những người đã mua trái phiếu của SCB. Những thông tin xuyên tạc này được đăng nhiều trong những hội nhóm trên mạng xã hội như Facebook, TikTok, khiến cho nhiều người là nạn nhân trong việc gửi tiền tiết kiệm tại SCB, nhưng sau cùng lại thành mua trái phiếu các công ty con. Công ty liên kết và các công ty liên quan thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát vô cùng lo lắng. Xin khẳng định, những thông tin về việc phớt lờ quyền lợi của người dân là hoàn toàn sai sự thật. Trong phần trách nhiệm dân sự của bản án sơ thẩm, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường số tiền hơn 673.000 tỷ đồng đã chiếm đoạt cho SCB, tiếp tục duy trì kê biên nhiều tài sản, tuyên thu hồi nhiều khoản tiền để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo Lan, như buộc công ty Quốc Cường Gia Lai trả lại hơn 2.800 tỷ đồng đã nhận của Trương Mỹ Lan, công ty địa ốc Hồng Phát nộp lại hơn 2.300 tỷ đồng.
công ty cổ phần TNS Hạ Long và công ty Âu Lạc nộp lại hơn 6.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, bản án của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên rõ đối với các tài sản khoản tiền mà hội đồng xét xử xác định để khắc phục, đảm bảo nghĩa vụ cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án là bao gồm vụ án này và các vụ án khác của các giai đoạn tiếp theo, nhưng ưu tiên thi hành án cho các bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu. Ngay thời điểm trước khi bắt đầu diễn ra phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan và đồng phạm, đại diện Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết vụ án sẽ có hai giai đoạn và phiên tòa này là giai đoạn 1 của vụ án. Giai đoạn 1 tập trung xét xử các bị cáo liên quan đến các hành vi tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ để tập trung thu hồi tài sản. Làm tiền đề giải quyết cho giai đoạn 2 của vụ án là xử lý các sai phạm liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp. Do vậy, quyền lợi của người dân khi mua trái phiếu sẽ được giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án. Từ đó có thể thấy rõ, luận điệu của các thế lực thù địch là hoàn toàn xuyên tạc và nhằm kích động người dân. Theo các chuyên gia, thủ đoạn xuyên tạc diễn biến, kết quả các vụ án không phải là thủ đoạn mới, mà nằm trong chiến dịch truyền thông bẩn, chĩa mũi nhọn chống phá nhà nước. Một giảng viên khoa chính trị Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phân tích, hoạt động của các thế lực thù địch thường là trước, trong và sau mỗi vụ án. Vụ việc sự kiện liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực được đưa ra ánh sáng công lý. Các đối tượng lập luận kiểu quy trục, phiến diện, võ đoán, cố tình đánh bùn sang ao nhằm gây rối an ninh chính trị, phá hoại, kìm hãm sự phát triển của đất nước. Nhiều người có cùng nhận định, đánh giá khi cho rằng vụ án xét xử Trương Mỹ Lan và đồng phạm minh chứng cho tinh thần kiên trì, kiên quyết, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ta. Điều này góp phần tích cực giúp cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân củng cố lòng tin, kiên định với mục tiêu, chiến lược, sách lược của Đảng. Nhiều vụ án lớn đã được đưa ra xét xử, nhiều bản án nghiêm minh đúng người đúng tội đã được tuyên, chứng tỏ cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực không hề làm cản trở sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, đất nước nói chung. Ngược lại, chính nhờ làm tốt công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng đã và đang góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, là động lực thật sự để đất nước thực hiện thành công khát vọng phát triển phồn vinh hạnh phúc. Hiện Bộ Công an đang điều tra giai đoạn 2 của vụ án Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát. Liệu những góc khuất nào sẽ tiếp tục được phơi bày? Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.